Adorable Home đang là game được mạng xã hội, trang báo, Facebook nhắc đến nhiều vách cả đá trong thời gian vừa qua, và không thể phủ nhận sự hấp dẫn của trò chơi này. Đa số gamer của trò chơi này thường là các chị em phụ nữ, và có số ít đàn ông con trai chơi trò đó, trong đó có mình. Surprise, motherfucker! I'm fast as fuck, boy! Still fast as fuck, boy! Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong bản hack của Adorable Home. Một trong những điểm đáng chú ý của game, có thể bạn biết rồi, khi chọn nhân vật thứ hai, tức vợ hoặc chồng, là chúng ta có thể chọn hai nhân vật nam, hai nhân vật nữ. Dừng lại. Yay! Vậy là đã tân trang xong cho căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ mua thêm mèo. Yêu thì ngờ rằng bản hack này có thể bị lỗi không thể mua được mèo. Vậy chúng ta sẽ tìm một bản khác. A few moments later. Nhiệm vụ chính của chúng ta lúc này đó là chăm sóc tất cả 12 chú mèo ở đây. Và mình sẽ chăm sóc cho bé Snow trước.